mất tin rằng, cho nên là trước chưa là của họ có những trận đấu đang tiền hơi của đội nước. Xét đấu thứ nhất giữa Tân Thành và Đào Xá. Tân Thành trước màn ảnh, Đào Xá sang này. Bóng chưa qua lưới, đổi điểm về cho Đào Xá, 1-0. Vâng, còn không, vẫn còn. Vâng, rất nỗ lực Tân Thành, rất nỗ lực cứu bóng. À, cuối cùng thì điểm số thuộc về Tân Thành, 2-1. Đào Xá đánh bóng hỏng, điểm tiếp về cho Tân Thành. Bóng trong sân, trọng tài chính chúng tôi xác định bóng trong sân. Điểm về cho Đào Xá, 2-3. Vâng, vẫn còn một pha bóng, Tân Thành rất nỗ lực cứu bóng. Tân Thành đánh bóng tốt, điểm cho Tân Thành, 4-2. Vâng, Tân Thành đánh bóng lỗi kỹ thuật, đổi điểm về cho Đào Xá, 3-0. Vâng, Tân Thành đánh bóng lỗi kỹ thuật. Vâng, không được rồi. Đào Xá rất nỗ lực nhưng cũng không cứu được bóng. Điểm cho Tân Thành, 4-3. Vâng. Vâng, Đào Xá đánh bao hỏng, điểm tiếp cho Tân Thành, 6-3. Vâng, vẫn còn. Trọng tài chính chúng tôi chưa cắt còi là pha bóng vẫn còn. Đào Xá đánh bóng hỏng, điểm cho Tân Thành, 7-3. Vâng, Tân Thành 4-7. Vâng, đề nghị huấn luyện viên của Đào Xá chúng ta thay người, chúng ta phải báo cáo trọng tài. Tân Thành để bóng thư tự thua, điểm tiếp cho Đào Xá, 5-7. Nhất
Tân Hòa đánh bóng không một tạt qua lưới, điểm ra Đào Xá 6-7. Vâng, xin lỗi. Tân Thành đánh bóng không qua lưới, điểm tiếp cho Đào Xá 7-0. Đào Xá xem bóng ngoài sân, điểm cho Tân Thành 8-7. Vâng, chúng ta dừng trận đấu trong khoảng 30 giây. Vâng, để các chị Tân Thành đánh bóng lỗi kỹ thuật, điểm cho Đào Xá 9-8. Tân Thành đánh bóng chưa qua lưới, điểm tiếp cho Đào Xá 10-8. Đào Xá đánh bóng tốt, điểm cho Đào Xá 11-8. Vâng, và các cầu tài chính là Tân Thành xin hội ý là vâng, còn không, không còn rồi. Điểm cho Đào Xá 12-8. Đào Xá đánh bóng chưa qua lưới, đổi điểm lại cho Tân Thành 9-12. Vâng, Đào Xá đánh bóng trong sân, điểm cho Đào Xá 13-9. Trong ca xuống, 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 trong ca xuống
đánh bóng ngoài sân. Điểm tiếp cho Đào Xá 14-9. Tân Thành đánh bóng hỏng, điểm tiếp cho Đào Xá 15-9. Vâng, Tân Thành rất nỗ lực cứu bóng nhưng mà không cứu được. Điểm cho Đào Xá 16-9. Chị Tân Thành cũng rất nỗ lực nhưng không làm gì được. Đào Xá đánh bóng lỗi chạm lưới, điểm đổi điểm về cho Tân Thành 10-16. Vâng. Tân Thành đánh bóng ngoài sân, đổi điểm về cho Đào Xá 17-10. Vâng, các đội đổi vị trí là các chị phải nhớ là di chuyển thật nhanh. Vâng, Đào Xá đánh bóng ngoài, điểm cho Tân Thành 12-17, 14-17. Vâng. Vâng, nhầm, xin lỗi vận động viên cũng như là các chỉ đạo viên. Đào Xá đánh bóng lỗi, điểm cho Tân Thành 12-17. Tân Thành đánh bóng chưa qua lưới, điểm cho Đào Xá 18-12. Vâng, hai bóng. Vâng, chúng ta dừng quả này phát lại. Đánh lại điểm số 12 cho Đào Xá và 12 cho Tân Thành, 18 cho Đào Xá. Vâng, Tân Thành đánh bóng ngoài sân, điểm cho Đào Xá 19-12. Tân Thành để bóng rơi tự do, điểm cho Đào Xá 20-12. Vâng, quả đấy chị kéo rất khỏe nhưng mà mày quá không vẫn vào được sân, cuốn hết người. Vâng, ở hiệp thi đấu thứ nhất, đội tuyển xã Đào Xá giành chiến thắng với tỷ số 21-12. Hãy xin mời hai đội chúng ta nghỉ giải lao trong vòng 3 phút. Set thứ hai giữa Tân Thành và Đào Xá. Đào Xá trước màn ảnh, Tân Thành xa màn ảnh. Điểm số đầu tiên dành cho Tân Thành 1-0.
điểm số cho Đào Xá 1-0. Điểm số cho Tân Thành 2-1. Vâng, điểm cho Tân Thành 2-1. Đừng nói đấy. Hỏng là chuyện rất bình thường. Cái nước này có một không đấy. Điểm về cho Đào Xá 2-0. Tân Thành đánh bóng ngoài sân, điểm tiếp cho Đào Xá 3-2. Tiếp tục đánh bóng ngoài sân, điểm cho Đào Xá 4-2. Vâng, Đào Xá sẽ bóng chưa qua lưới, đổi điểm vậy cho Tân Thành 3-4. Tân Thành đã bóng chưa qua lưới, điểm cho Tân Thành 4-0. Tân Thành đánh bóng hỏng, đổi điểm về cho Đào Xá 5-4. Đào Xá đánh bóng chưa qua lưới, đổi điểm về cho Tân Thành 5-0. Bóng hỏng, điểm cho Đào Xá 6-5. Vâng, chúng tôi cũng dành lời khen cho tuyển Tân Thành. Vâng, chị cũng rất nỗ lực cứu bóng nhưng không thành công. Vâng, cũng không ai muốn đánh hỏng cả nhưng mà không cứu được thì phải chịu thôi. Điểm cho Tân Thành 6-0. Tân Thành treo bóng không qua lưới. Điểm cho Đào Xá 7-6. Yeah.
Vâng, vẫn còn. Trọng tài chính chưa cắt còi là pha bóng vẫn còn. Vâng, Đào Xá đánh bóng không qua lưới. Điểm cho Tân Thành 7 đều. Đào Xá bỏ bóng tốt, điểm cho Đào Xá 8-7. Đào Xá bỏ bóng tốt, điểm cho Đào Xá 9-7. Em ơi. Đào Xá đánh bóng tốt, điểm tiếp cho Đào Xá 10-7. Một pha bóng rất nỗ lực của tuyển Tân Thành, cứu bóng bằng chân. Đào Xá đánh bóng không qua lưới, điểm cho Tân Thành 8-10. Vâng, Đào Xá xin hội ý là từ Đào Xá đánh bóng tốt, từ điểm về cho Đào Xá 11-8. Rồi. Rất nỗ lực nhưng cũng không cứu được. Vâng, điểm cho Đào Xá 12-8. Chúng tôi vừa nghe được khán giả của Tân Thành cứu lên. Vâng, đúng sau khi nghe được tín hiệu của Tân Thành cứu lên, cái là Tân Thành ghi điểm luôn. Vâng, điểm cho Tân Thành 9-12. Vâng, vẫn còn. Vâng, một pha bóng rất nỗ lực của xã Tân Thành.
đã cứu thành công pha bóng. Vâng, chúng tôi nói vui nếu mà được cộng điểm thì chúng tôi sẽ được cộng pha đấy 2 điểm. Vâng. Tay cái. Một pha bóng rất đẹp qua, không biết điểm số thuộc về đội nào đây. Vâng, muốn lần duyên ở ngoài rồi thôi, thắng thua không quan trọng, quan trọng là phải đánh hết mình, thi đấu hết mình, cũng là vì màu cờ sắc áo và cũng vì phong trào của tuyển Tân Thành. Vâng, một pha bóng phải nói là rất giằng co, đẩy đi đẩy lại là chúng tôi cũng đếm qua qua là chắc là khoảng 100 lần rồi, nhưng mà vẫn không được điểm số ở bên nào. Nếu mà cứ kéo dài như này thì chắc là phải đến bàn giờ tối. Vâng, cứ bình tĩnh thôi. Vâng, cứ bình tĩnh thôi, đừng vội. Huấn luyện viên bảo rồi, cứ bình tĩnh từng một. Chạy đường dài thì mới biết con ngựa nào hay, con ngựa nào không. Nên là các chị cứ bình tĩnh thôi. Vâng, chúng tôi đếm rồi là 170 lượt rồi. Vâng, chỉ là sang cái lượt thứ 180 rồi nhưng vẫn chưa được điểm. Vâng, vẫn chưa kết thúc được. Hai bên là chúng ta là sở hữu những vận động viên và nó có chất lượng chuyên môn cực cao. Chúng tôi nói là chất lượng chuyên môn của các vận động viên là rất cao, nên là ghi được một điểm và nói là cũng cực kỳ khó khăn, không đơn giản. Vâng, còn không, vẫn còn rồi. Vẫn còn, chưa có gì xảy ra. Một pha bóng rất giằng co. Cuối cùng thì điểm số thuộc về Đào Xá 13 và Tân Thành 9. Một pha bóng phải nói là cực kỳ giằng co. Bởi vì như thế là cũng đúng thôi. Vâng, Đào Xá sẽ bóng ngoài sân. Điểm về cho Tân Thành 10-13. Đào Xá đánh bóng lỗi kỹ thuật. Điểm về cho Tân Thành 11-13. Đào Xá đánh bóng không hiểu ý. Điểm tiếp cho Tân Thành 12-13. Vâng, Tân Thành đã dần dần rút ngắn được tỷ số và điểm số của mình. Yeah,
Vâng. Lại tiếp tục một pha bóng dạng qua thứ hai. Vâng, vẫn qua. Chỉnh cứ bình tĩnh thôi. Hết sức bình tĩnh, các vận động viên hết sức bình tĩnh. Cái này chắc tiếng mới được xét. Vận động viên ở ngoài rất sốt ruột, nhưng mà bởi vì là chất lượng chuyên môn của các vận động viên rất cao nên là ghi điểm cũng khó khăn, cũng không phải là rất dễ, không phải là dễ. Bên nào cũng muốn ghi điểm thôi, nhưng mà vâng, đây là một trận chung kết sớm của giải, chúng tôi rất tiếc. Vâng, đây là một trận chung kết sớm của giải. Vâng, hy vọng là giải này và tiếp tục những giải tiếp theo thì hai đội tuyển, vâng, tuyển Đào Xá và Tân Thành sẽ được đi vào vòng trong. Điểm cho Đào Xá 14-12. Vâng, và chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, hy vọng là những giải sau thì hai tuyển Tân Thành và Đào Xá, vâng, đã có tín hiệu của trọng tài chính. Cái gì ạ? Số 5 chưa đổi vị trí. Quay lưng, đề nghị vận động viên Đào Xá quay lưng vào trọng tài chính chúng tôi, đứng nguyên vị trí. Điểm số 14. Điểm số 14 cho Đào Xá, 12 cho Tân Thành. Em ơi, em mặc váy rồi. À, Đào Xá đã là lỗi vị trí. Điểm cho Tân Thành 13-14. Thôi, thôi gì quả đấy mà thôi. Vâng, vẫn còn. Tân Thành đánh bóng không hiểu ý. Điểm cho Đào Xá 15-13. Bóng ngoài sân, đổi điểm cho Tân Thành 14-15. Trong sân, điểm cho Tân Thành 15-15. Vâng, với nỗ lực của mình thì các chị ở tuyển Tân Thành cũng đã san hòa được điểm số 15-15. Vâng, vẫn còn. Đào Xá đánh bóng chưa qua lưới, điểm cho Tân Thành 16-15. Vào, 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 xếp vào.
bóng không qua lưới. Đổi điểm cho Đào Xá 16 đâu. Thật hay. Không có công thật đi. Sàng bóng. Giỏi quá. Chết rồi. Tân Thanh đánh bóng hỏng, điểm cho Đào Xá 17-16. Có mấy quả cuối thì đã đỡ phải đánh trong 3. Cố đi. Cố lên. Tân Thanh đánh bóng ngoài sân, điểm tiếp cho Đào Xá 18-16. Vâng, đã có tín hiệu của tập tài chính. Vâng, ngoài lưng vào tập tài chính ấy. Điểm số 18 thì mình có phải mình phát bóng không? Không đổi nữa thế nào? Một xét đấu bị bao nhiêu lần? Vâng, vẫn còn, có được không? Vâng, cứu được rồi. Tân Thành vẫn được cứu bóng. Vâng, cuối cùng thì đánh bóng không hiểu ý. Điểm cho Đào Xá 19-17. Không, mất mấy điểm ấy rồi đấy. Đào Xá đẩy bóng dư từ cho đội điểm về cho Tân Thành 18-19. Vâng, chúng tôi dừng bóng lại, đã có tín hiệu của trọng tài chính. Vâng, Tân Thành lỗi kỹ thuật. 20-18 rồi, cố lên, cổ cuối. Vâng, chúng ta đứng nguyên. Tân Thành với tỷ số 21-18 và chung cuộc là Đào Xá thắng 2-0.